trọng lực, lực hấp dẫn và những điều chúng ta vẫn lầm tưởng. Chúng ta vẫn biết rằng gravity là lực hấp dẫn, nó giúp cho mọi thứ gắn chặt với mặt đất. Tuy nhiên, nó chỉ là một lý thuyết, còn các cách giải thích khác thì sao? Lực hấp dẫn là gì? gravity thông thường được hiểu là lực hấp dẫn tuy nhiên thì theo lý thuyết của einstein gravity không phải là lực mà chỉ là một thứ gì đó kéo các vật lại với nhau do đó trong bài dịch này sẽ giữ nguyên từ gravity mà không dịch ra cụ thể mỗi khi bạn dễ lên gravity lại kéo bạn xuống mặt đất nếu không có gravity khi bạn dễ lên bạn sẽ bay vòng vèo trong không khí cùng với tất cả mọi thứ trên trái đất này sự thật về lực hấp dẫn Bạn có thể thấy Gravity ở mọi nơi. Khi bạn làm rơi một cuốn sách, khi bạn bước lên cầu thang hay khi bạn ném một quả bóng ra xa, nó hiện diện mọi lúc mọi nơi trong cuộc sống. Đã có rất nhiều lý thuyết được đưa ra để giải thích xem tại sao quyển sách lại rơi xuống đất. Nhưng tất cả vẫn chỉ là lý thuyết. Bí ẩn về Gravity vẫn còn nguyên vẹn đó. Vậy chúng ta đã biết gì về Gravity rồi? Chúng ta biết rằng gravity khiến cho mọi vật trong vũ trụ tiến lại gần nhau. Chúng ta biết rằng gravity góp phần hình thành nên vũ trụ, nó giữ cho mặt trăng luôn quay quanh trái đất và nó còn được ứng dụng trong một số công cụ như động cơ gravity hoặc đèn gravity. Về mặt khoa học, như chúng ta đã biết, Isaac Newton đã định nghĩa gravity là một lực, nó hút tất cả các vật về phía của nhau. Và chúng ta cũng biết rằng theo Albert Einstein gravity là kết quả của sự biến dạng giữa không gian và thời gian hai lý thuyết này được nhiều người biết đến nhất và thường được dùng để giải thích cho gravity chúng ta hãy cùng nhau mẫu sẽ xem lý thuyết của Newton và Einstein là như thế nào và hãy cùng có một cái nhìn cụ thể hơn về gravity mặc dù trước đây có rất nhiều người đã lờ mờ nhận ra sự có mặt của gravity nhưng Newton là người đầu tiên đưa ra cách giải thích cụ thể nhất Chúng ta hãy cùng bắt đầu với nó. Newton's Gravity Nhà vật lý, nhà toán học người Anh Isaac Newton ngồi dưới gốc cây táo để đọc sách. Sự sách đã kể lại như vậy đấy. Rồi đột nhiên một quả táo rơi trúng đầu của ông. Và ông nghĩ lại, tại sao quả táo lại rơi xuống đất nhỉ? Newton công bố lý thuyết về lực vạn vật hấp dẫn Theory of Universal Gravitation vào những năm 1680. Về cơ bản, nó gồm có 4 ý, chỉ ra rằng gravity là một lực có thể tính toán được, nó tác động lên mọi vật trong vũ trụ và được tính bằng công thức liên quan tới khoảng cách và khối lượng. Theo lý thuyết này thì mọi loại hạt trong vũ trụ đều có lực hút kéo các vật khác về phía của mình. Để dễ hình dung, bạn hãy thử tưởng tượng, một hạt là trái đất, còn một hạt là bạn chẳng hạn với một lực tỷ lệ thuận với khối lượng các hạt và tỷ lệ nghịch với bình phương khoảng cách giữa chúng. Vì nên hai hạt càng xa nhau hoặc trọng lượng của chúng càng nhỏ, thì lực hút giữa chúng cũng nhỏ đi theo. Công thức chuẩn của lực hấp dẫn giữa hai vật như sau: gravitational force bằng g nhân m1 nhân m2 tất cả chia cho d bình phương. Trong đó thì G là hàng số hấp dẫn, M1 và M2 là khối lượng giữa hai vật, còn D là khoảng cách giữa chúng. G là một hằng số vật lý theo tổ chức về dữ liệu khoa học công nghệ, viết tắt là CODATA. Trong hệ thống đo lường quốc tế SI, -E, G có giá trị bằng 6,67 x 10 mũ trừ 11. Với đơn vị là Newton nhân mét vuông trên kg bình phương. Áp dụng định luật với trái đất với khối lượng khoảng 6 x 10 mũ 24 kg, trái đất có một lực hấp dẫn cực mạnh. Đó là lý do khiến cho bạn vẫn còn dính chặt trên mặt đất thay vì trôi lên phên trong vũ trụ. Lực hấp dẫn còn tác động đến các vật thông qua trọng lượng weight của vật đó. Khi bạn bước lên cân thì số đo của cân chỉ ra rằng gravity đã tác động đến cơ thể của bạn như thế nào. Công thức tính trọng lượng như sau. Trọng lượng bằng khối lượng nhân g. Với g là gia tốc trọng trường gia tốc là một hằng số phụ thuộc vào gravity của trái đất, khoảng là 9,8 m trên dây bình phương. Nó không phụ thuộc vào khối lượng, mass của vật. Đó là lý do tại sao bạn thấy một quyển sách chiếc bút hay là chiếc lông rơi từ cùng một độ cao, chúng chạm đất tại cùng một thời điểm. Trong hàng trăm năm thì lý thuyết của Newton có chỗ đứng vững chãi trong cộng đồng khoa học, nhưng điều này đã thay đổi trong những năm của thế kỷ 20. Einstein gravity. Albert Einstein nhận giải Nobel về vật lý năm 1921 đã đưa ra một lý thuyết khác về gravity. Đây là một phần của thuyết tương đối và nó cho thấy một cách giải thích hoàn toàn khác so với định luật vạn vật hấp dẫn của Newton. Einstein không cho rằng gravity là một lực, ông cho rằng đây là một sự bóp méo về không gian và thời gian. Hay nói cách khác thì chính là chiều không gian thứ tư. Với vật lý cổ điển, một vật sẽ luôn đứng yên hoặc chuyển động thẳng đều nếu không có lực nào tác động vào nó. Nếu như vậy, khi không có ngoại lực tác động thì hai vật đang chuyển động song song với vận tốc bằng nhau sẽ giữ nguyên chuyển động của mình suốt quãng đường và chúng sẽ không bao giờ gặp được nhau. Nhưng thực tế thì chúng sẽ chạm vào nhau, các hạt xuất phát và chuyển động trên các đường thẳng song song rồi cũng sẽ gặp nhau. Lý thuyết của Newton nói rằng điều này sẽ xảy ra do gravity, một lực hút giữa các vật với nhau. Einstein cũng nói rằng nó xảy ra do gravity. Tuy nhiên, gravity lại không phải là một lực, nó là một đường cong không gian, thời gian. Theo Einstein, những vật này vẫn đi theo đường thẳng. Tuy nhiên, do sự biến dạng của không gian thời gian mà các đường thẳng thực tế lại đi theo một hình cầu. Và như vậy, các vật đang di chuyển trên một mặt phẳng thực tế lại đang đi thẳng trên hình cầu và chúng sẽ gặp nhau tại một điểm nào đó. Ngoài ra thì những lý thuyết gần đây về gravity là diễn giải nó theo một hiện tượng sóng và hạt, một mặt tồn tại các hạt có tên gọi là graviton, khiến cho các vật bị hút bởi những vật khác. Graviton không bao giờ có thể quan sát được. Và bên cạnh đó thì gravitational wave, đôi lúc được gọi là gravitational radiation, được cho là được sinh ra khi một vật tăng tốc độ do tác động của ngoại lực. Dù có graviton hay là không có gravity, chúng ta vẫn biết chắc rằng một vật bay lên sẽ phải rơi xuống, mong rằng một ngày nào đó sẽ có một lý thuyết hợp lý để giải thích tất cả. Còn hiện tại chỉ cần biết rằng trái đất sẽ không bị nuốt chửng bởi mặt trời đâu, vì có gravity giữ trái đất yên ổn trên quỹ đạo của nó. News TV, kênh thông tin giải trí chọn lọc, hãy đăng ký để không bỏ lỡ bất kỳ clip hấp dẫn nào. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hãy subscribe, share, like và đừng quên để lại những ý kiến của bạn nhé.